quý vị đại biểu, toàn thể kính thưa toàn thể vận động viên. Trong không khí rất là phấn khởi, vui mừng chào xin kính chúc quý đại biểu, các thầy cô giáo, các đối tác, các doanh nghiệp hợp tác với trường, các vận động viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và hôm nay thì cũng rất là vui mừng là ngoài các một nhà giáo Việt Nam thì cũng rất là vui mừng chào đón các đơn vị đối tác hợp tác với trường đã cộng tác và giúp đỡ nhà trường trong nhiều năm qua. Thì có bên chỗ anh Thịnh, bên Tổng công ty xây dựng hàng không ACC, bên chúng tôi có mời Vũ Tổng cục Thủy lợi, chí nữa có anh Tuyên Văn phòng Chính phủ và anh Hòa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cũng đã tham dự. Thì nhân dịp này xin chúc quý thầy 45 có 4 cặp đôi ạ. Cặp đôi của ở phòng quản trị thiết bị, cặp đôi của thầy Ngô Lê Long và Đỗ Văn Hải, cặp đôi của thầy. Và ở nội dung đôi nam lứa tuổi dưới 45 có 6 cặp vận động viên, thì ban tổ chức sẽ ở khoa công trình và khoa nước. Ở bảng B sẽ là 3 cặp đôi của thầy Nguyễn Văn Hùng và Đàm Văn Lợi ở công ty ACC. Chúng ta có 3 cặp vận động viên. Cặp đôi thứ nhất là thầy Đỗ Văn Quang và cô Lê Thị Hải Tuyết. Cặp đôi thứ hai là thầy Nguyễn Văn Thìn và cô Nguyễn Thị Thu Hòa. Cặp đôi thứ ba là thầy Nguyễn Xuân Hải và cô Nguyễn. Rồi này ngon đấy, vừa miếng đấy nhỉ. Đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa Lợi, thầy Học và thầy Thuận. Hai
Đấy, bóng vàng đấy ạ. Quả tiếp theo là bóng vàng. Được chọn. Rồi, dừng bóng đi. Ra vòng 2. Bàn Tây Học Tây Thuận 2-0. Okay. 15-0. Đây, hất quả bóng ra của em ạ. Vâng. Còn một phút còn hết đâu. Đứng đi. Trên sân chúng tôi 15 đều. Cặp đôi ở Hà Dũng với tuổi dưới 45. Cặp đôi 15 đều. Trên sân của mình. Lại là cặp đôi Thầy Quang, Thầy Dũng và Thầy Hùng, Thầy Lợi sẽ thi đấu ở sân số 1. 15-30. Ngoài 15-40. Thành công rồi. Bóng ngoài 15-0. Ngoài 30-15. Ở nội dung thi đấu đôi nam dưới 45 tuổi
Trận đấu tiếp theo trên sân số 2 sẽ là trận bán kết 1 của nội dung đôi nam dưới 45 tuổi diễn ra giữa cặp đôi Nhất Bảng A và Nhì Bảng B. Và cặp đôi Hùng Cầu sẽ gặp cặp đôi Quang Dũng khi mà cái này khởi động ở sân số 2. Hay quá. Giáo sư Tư. Em áo đỏ. Thầy mới vừa ra là hai cô em ra trà xí thành xí. Kiểu lắm. Hay quá. Cao. Úi giời. Úi giời. Đều. Mỗi vừa dự kinh hoa. Anh Thành tắm sớm đi. Thế cuối cùng ông Quang sẽ vùng lòng. Đâu. Mới ông bỏ đi. Lợi sao? À, xin mời các vận động viên chúng ta di chuyển sang bên phải để một chút cho cân quân hình ở thôn bãi lúc đầu. Lấy thủ màu. Sau gần 5 giờ tranh tài với gần 7 đã kết thúc. Giải đấu năm nay diễn ra với các nội dung và kết quả như sau. Về nội dung lãnh đạo, giải nhất thuộc về cặp đôi vận động viên thầy Đào Xuân Ngọc, nguyên từ Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Nguyễn Trọng Hoan ạ. Sau đây xin được mời các vận động viên sẽ tuyên truyền. Huy hiệu trưởng trường đại học thủy lợi sẽ lên trao giải. Xin trân trọng kính mời. Phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Linh Kim Truyền, nguyên hiệu trưởng trường đại học thủy lợi sẽ lên trao giải. Xin trân trọng kính mời thầy. Hay quá, anh đứng kia đó lên đây. Một vàng, hai vàng, hai đồng, một vàng, hai vàng, hai đồng. Đây là cái cổ rất hay, hơi tiếc. Thầy ơi. Mọi người sang trái 2 bước ạ. Sang trái 2 bước ạ. Trường hợp của mày nó khóa nhé. Nên ấn lên nó kéo mà tự chủ nó. Thank you.
Để cho mình đi trước. Rồi, nhìn thẳng đây nha.